có nhiều xúc xích heo cao bồi này không? Wow. Ngon lắm các bạn ạ. Thằng kia đưa đồ ăn này. Xúc xích của em chứ, cần gì phải đưa cho anh? Mày thích bánh nhiều không? Đưa đây. Rồi, anh cầm gì đúng bánh nhiều. Thế phải ngoan không? Ý, nhiều đồ ăn thế. Vừa mới mua được xúc xích, chưa ăn được miếng nào, đã bị chấn lột rồi. Thằng cu kia đúng là con nhà giàu, nhiều xúc xích ngon thế. Hình như có tiếng trẻ con khóc, mình phải ra xem sao. Cháu bé, làm sao lại khóc thế này? Ở kia có một anh chấn lột đồ của cháu. Có phải là tên Sít Đa Bò chưa chấn lột đồ của trẻ con không? Đúng rồi. Thế để chú ra đòi lại cho cháu nhá. Vâng. Uầy, xúc xích ngon thế, mình phải bỏ ra mới được. Tên Sít Đa Bò kia, trả lại xúc xích cho bà nhỏ vào. Ra đây, chạy. Đứng lại. Oh no. Tên Sít Đa Bò kia đứng lại ngay. Đừng đỡ ta. Tên Sít Đa Bò kia đứng lại ngay. Đừng đỡ ta. Khoan đã. Sao thế hả? Mệt lắm. Nghỉ đi đây. Đứng rồi. Đứng lại. Ở đâu anh? Đây kia, đứng lại. Anh gì ơi, anh có nhìn thấy một tên ăn trộm vừa chạy qua đây không? Anh không thấy tôi bị làm sao đấy à? Là bạn hỏi. Bị làm sao á? Ui, tôi xin lỗi nhá, để tôi dẫn anh qua đường nhá. Anh đi từ từ thôi. Thôi, tôi đưa anh sang đường an toàn rồi. Tôi đi bắt tên ăn trộm này nhá. Anh đi nha. Đúng là tên cảnh sát. Rằng ti bi kíp của ông nội truyền cho đã được hắn rồi. Thôi mình chuồn đây. Tên ăn trộm này chạy nhanh thật đấy. Mình đuổi mãi mà không được hắn. Sao nhìn gậy này quen thế nhở? Hóa ra là mình bị lừa. Ông đi qua đẩy bà đi lại cho con vài đồng, con ăn cơm, con đói quá rồi. Bà đi lại cho con vài đồng, con ăn cơm, con đói lắm rồi. Ông đi qua lại bà đi lại cho con xin vài đồng, con ăn cơm, con đói mấy hôm nay rồi. Anh ăn xin ơi, anh có thấy tên ăn trộm nào vừa chạy qua đây không? Chú ơi, tôi là người ăn xin, chả thấy ai chạy qua đây đâu. Chú có lòng tốt cho tôi vài đồng tôi ăn cơm, mấy hôm nay tôi đói lắm rồi. Trông anh tội nghiệp quá. Wow. Tôi không có nhiều, tôi có mấy trăm đô lẻ này. Anh cầm đấy đi mua bánh mì ăn nhá. Còn giờ tôi đi bắt tên trộm đây nhá. Tôi cảm ơn anh thật là người tốt bụng. Ui, vừa có đồ ăn, vừa có tiền, vừa trốn rửa chát. Ui, mình thông minh thế. Đi đây. Ui, mệt quá, không bị phát hiện ra. Ui. Đi đâu mà vội mà vàng. Xúc xích à? Kính à? Tiền nữa à? Tóc à? Tóc đẹp thế. Dám lừa ta à? Có dám lừa ta nữa không? Anh cảnh sát ơi, cho em xin
lần đầu của em ạ. Đi theo ta, tớ sẽ cho bạn nhỏ mau. Chú cảnh sát đi bắt cướp, chẳng biết bắt được không nhỉ? Sao lâu thế? Chú cảnh sát đi rồi. Đây, chú kéo con chó về đây. Mau trả kiện bạn nhỏ mau. Xích của cháu đây rồi, cháu cảm ơn chú nha. Còn không xin lỗi bạn nhỏ mau. Nhỏ ơi, mình xin lỗi. Tại sao mình không ăn trộm xúc xích của bạn nữa đâu. Các bạn ơi, các bạn đừng như mình nha, đừng đi ăn trộm ăn cắp nha, xong lại như mình đấy, như thế là xấu lắm. Tan tiệm, tớ có cái này cho cậu xin cho con này. Cháu cho chú cảnh sát này. Cảm ơn nha. Ê, cháu cả ba cháu mình bóc là ăn mình. Chào các bạn. Chào các bạn, chào các bạn hỏi nha. Mình đi ăn đây.